chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay ngày 10 tháng 10, anh Phi sẽ test con rắn điều khiển từ xa màu xanh lá này để gửi đi Thủ Đức cái gói Ahamu trong vòng 120 phút nha các bạn nhé. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định bóng máy để hướng dẫn các bạn cái cách để cho pin vào cái trứng nè, cái cách sạc pin cho rắn điều khiển nè, và cái cách chúng ta điều khiển nó như thế nào nhé. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định gốc máy để bắt đầu làm đây. Rồi các bạn, gốc máy thì anh Phi đã cố định rồi đây. Và bây giờ thì anh Phi đã chuẩn bị sẵn sàng cái ổ điện rồi. Và đây anh Phi có cục sạc, và cục sạc này chính là cục sạc Samsung dòng điện thoại Android nha các bạn nhé. Những cái dòng đồ chơi mà sử dụng cáp sạc USB giống như con rắn này thì nó sẽ sử dụng cốc sạc. Cái con cốc sạc cái đây là gọi là cốc sạc của dòng điện thoại Android, mà tốt nhất đó chính là dòng điện thoại Samsung ha. Đây anh Phi có con cốc sạc đây các bạn. Xin lỗi, anh Phi có cái cổng cáp sạc đây ha. Đây mở ra và nó có cái cổng USB nè, các bạn cắm vô như vậy ha, cắm vô như vậy. Và nhớ là cục điện thoại này phải là cục điện thoại dòng điện thoại Android nha các bạn nhé. Và cắm vô đây ha. Trong khi chờ anh Phi gắn pin vào cái trứng điều khiển thì chúng ta sẽ sạc pin. Và để sạc pin thì ở đây nó có một cái ổ sạc, chúng ta chỉ cần cắm vào là sẽ sạc được. Và các bạn phải để chế độ off cho rắn nhé, on nè, đèn sáng lên để chơi nè, đèn đỏ lên để chơi nè, và off là để nghỉ hoặc sạc ha. Bây giờ anh Phi sẽ cắm sạc, và khi cắm sạc thì đèn ở đây nó sẽ sáng lên, và trong khoảng tầm một tiếng, nửa tiếng cho tới một tiếng nó sẽ đầy ha, đầy pin rồi chúng ta có thể chơi. Nhưng cái trứng này cần phải bỏ pin vào chúng ta mới có thể điều khiển được. Và để bỏ pin vào được thì chúng ta sẽ gỡ cái nắp này ra, chúng ta cho 3 viên pin này vào đây ha. Chúng ta sẽ lấy 3 viên pin ra, 1, 2, 3. Và cái cách cho vô như thế nào, cái ở dưới này nó có một cái đầu bằng và một cái đầu gù. Các bạn thấy đầu gù không? Đầu bằng vào lò xo 1 viên, đầu bằng vào lò xo 2 viên, và đầu bằng chúng ta ém vô là ra 3 viên. Và khi đó chúng ta bấm cái nút chức năng, nếu sáng đèn lên là ok ha. Rồi sau đó chúng ta lắp cái nắp pin lại ha, vặn con ốc lại, chúng ta cứ chơi cho tới khi nào hết pin thì chúng ta thay cái pin này. Còn khi nào hết pin trên rắn điều khiển thì sạc nhé. Mỗi lần sạc thì tầm khoảng nửa tiếng nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi rút ra nè ha, rút ra để vào một bên. Và bây giờ anh Phi sẽ mở on con rắn lên ha. Đây anh Phi sẽ bắt sát vô để các bạn có thể thấy on off nè, off nè, on nè, mở on lên để chơi nè. Con rắn lúc này nó sẽ nhá đèn. Bây giờ chúng ta bấm chạy tới là nó sẽ chạy tới ha. Bấm cái nữa nó ngừng, bấm cái nữa nó sẽ chạy, bấm cái nữa nó sẽ ngừng. Bấm bên này là con rắn nó sẽ đi về bên phải, bấm bên này là con rắn nó sẽ đi về bên trái. Và bây giờ thì anh Phi sẽ dọn gọn ở chỗ này để các bạn xem thử ha. Rồi bấm tới nè, bấm tới ha, bấm dừng ha. Rồi bấm sang trái nè, thấy không? Rồi ok, bấm sang phải nè. Rồi ok, tới đây là xong. Và anh Phi nhắc lại, các bạn off, chuyển lên công tắc off để sạc và nghỉ. Và khi sạc là dùng cốc sạc Samsung, cốc sạc dòng điện thoại Android ha. Và tới đây thì anh Phi cũng đã test xong con rắn rồi. Và chỉ chờ anh giao nhận Ahamu tới nhận để đi giao ra Thủ Đức trong cái gói giao 120 phút nữa là thôi. Và tới đây thì anh Phi cũng xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một đoạn clip test đồ chơi khác của cửa hàng Abo nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.